Cường Audio xin chào bạn. Hôm nay Cường Audio sẽ giới thiệu các bạn bộ combo sao card AUX-K10 Micro BM800. Và hôm nay Cường Audio sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp bộ sao card này cùng theo các phụ kiện giá đỡ màng lọc để chúng ta biết cách lắp như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gắn giá đỡ lên mặt bàn. Thì trong bộ nó sẽ có cái giá đỡ cái chân như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xoáy lên. Chúng ta sẽ xoáy lên mặt bàn. Các bạn có thể nhìn theo và chúng ta xoáy lên mặt bàn. Đầu tiên thì chúng ta xoáy lên mặt bàn trước nha. Ngược rồi. Sau khi các bạn xoáy chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gắn cây giá đỡ của chúng ta lên. Kéo ra và chúng ta gắn lên. Và các bạn lưu ý chúng ta sẽ xoáy lỏng cái này ra để chúng ta ấn xuống. Mà bây giờ chúng ta sẽ xoáy cái chiếc sau khi chúng ta xoáy vào rồi thì chúng ta sẽ lắp chiếc shock mount của micro lên đầu. Các bạn lưu ý là khi các bạn trong bộ nó sẽ có một cái gen đen đen nữa thì nó sẽ thừa ra, vì là bản thân với chiếc BM800 ấy thì nó có một chiếc gen rồi, thì chúng ta có thể sử dụng chiếc gen đấy luôn, hoặc là chúng ta sử dụng chiếc gen của chiếc micro. Có những loại micro mà sẽ không có cái gen đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ xoáy micro, cho micro lên. Các bạn lưu ý khi chúng ta hát thì chúng ta sẽ quay hướng tên micro vào miệng của chúng ta. Chúng ta có thể ngửa hoặc để cúi đều được, đúng không ạ? Mà bây giờ chúng ta sẽ lắp màng lọc âm. Màng lọc âm thì chúng ta sẽ lắp bất kỳ cái chỗ nào mà chúng ta muốn, để làm sao để cho chiếc màng lọc âm này nó chắn vừa miệng để chúng ta, và tất nhiên rồi nó sẽ uốn được. Đó, chúng ta có thể uốn được hoàn toàn dễ dàng. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ cắm dây micro vào micro và chúng ta sẽ cắm vào sau cạc. Tất nhiên là micro mình sẽ cắm đằng cuối micro rồi. Dây micro khá là dài. Trong quá trình chờ đợi cắm dây micro thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đây là dòng sao card AUX-K10. Thì với dòng micro BM800 thì các bạn sẽ cắm vào lỗ ngoài cùng bên trái của sao card. Các bạn chú ý cắm lỗ ngoài cùng bên trái vì đây là micro 5V. Tiếp theo, lỗ tiếp theo chúng ta bỏ qua. Đây là dòng micro 48V. Chọn như micro Techstar PCK200, PCK320 hay là FM8B. Và đây, lỗ này chúng ta cắm mic karaoke gia đình. Tiếp theo chúng ta cắm tai nghe và cắm dây live stream. Đầu với dây live stream thì các bạn sẽ cắm đầu còn lại là đầu màu đen, đầu màu hồng chúng ta cắm vào đấy, và đầu còn lại đầu màu đen này chúng ta cắm vào điện thoại của chúng ta đang phát live stream hoặc điện thoại đang quay. Với chiếc bông này chúng ta có thể chụp mic hoặc là không chụp tùy các bạn, và chúng ta sẽ có thể sử dụng live stream bình thường. Và với việc sử dụng chiếc sao card AUX-K10 này kết hợp với nhiều loại micro khác nhau thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook Cường Audio, facebook.com/cường_audio_pet, hoặc các bạn có thể tìm kiếm trên kênh YouTube. Mình đã có video hướng dẫn từ A đến Z rồi. Video này mình chỉ giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn lắp giá đỡ đó.
hướng dẫn các bạn lắp giá đỡ làm sao mà cho nó hợp lý, phù hợp đúng không ạ? Nhiều bạn nam thì nhìn phát là biết lắp luôn, nhưng mà nhiều bạn nữ thì có thể là nhìn nó sẽ hơi khó khăn một chút, thì mình làm một video hướng dẫn tổng quát hơi đó. Và để đặt hàng dòng sản phẩm bộ combo XK10 micro BM800, các bạn có thể liên hệ mình qua website cường audio.com hoặc qua Facebook fanpage facebook.com/cường audio page hoặc qua số điện thoại 0976508260, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đây ạ. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Cường Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của Cường Audio. Và đây là video hướng dẫn lắp combo XK10 kèm theo giá đỡ màng lọc bộ BM800. Xin chào.